Nhà sư Nepal xin lỗi khi bị tố quấy rối nữ diễn viên nổi tiếng và cái kết quay xe. Vì sao nhà sư ở Nepal không có hành động quấy rối nữ diễn viên nổi tiếng nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi và mong được bỏ qua? Mới đây, một vụ việc được coi là tâm điểm dư luận của Phật giáo thế giới bởi những tình tiết trong câu chuyện ấy khiến cho một nhà sư bị oan và trước đó đã chịu những lời đàm tiếu không hay. Còn cô nữ diễn viên tố cáo nhà sư có hành động thiếu đứng đắn với mình thì mất luôn sự nghiệp, phải trốn trong nhà bởi làn sóng biểu tình kêu gọi tẩy chay diễn ra ở khắp nơi, mặc dù trước đó phía cảnh sát đã tạm giữ ít ngày. Phía nhà sư đã cúi đầu xin lỗi và mong nữ diễn viên bỏ qua. Người này sau đó đã không thanh minh một lời, chấp nhận chịu những lời nói không hay, mặc dù bản thân không làm gì có lỗi. Sở dĩ làm vậy vì Phật giáo giúp con người không hơn thua, chẳng sân si và quan trọng là họ không làm thì tâm không vướng bận gì cả. Chỉ cần lòng không thấy hổ thẹn thì sẵn sàng cúi đầu nhận sai, không thanh minh nửa lời, đó gọi là cảnh giới cao nhất của người tu hành. Sau sự việc làn sóng tẩy chay nữ diễn viên nổi tiếng đang diễn ra khắp nơi ở Nepal, cô gái đã vu oan cho một người đã được rất nhiều người khác tôn sùng. Vậy nên dù đang là diễn viên đứng top đầu, vô cùng thăng hoa với rất nhiều fan hâm mộ, nhưng hiện tại cô đã mất tất cả, không dám ra ngoài vì lo sợ mình gặp vấn đề gì rủi ro. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.